vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn nhà thờ Mỹ Khánh nha. Nhà thờ Mỹ Khánh của huyện Củ Chi. Địa chỉ của nhà thờ Mỹ Khánh đây. Giáo phận Phú Cường, giáo hạt Củ Chi. Nhà thờ Mỹ Khánh địa chỉ là 557 tỉnh Lộ 7, ấp Mỹ Khánh, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi cho quý vị. Bây giờ nắng quá, không biết quay làm sao. Mình quay quang cảnh nhà thờ Mỹ Khánh cho quý vị và các bạn xem nha. Hôm nay là ngày 13 tháng 3. Nhà sách huynh đệ. Ở trên trời, chúng con nguyện dâng cho ta sáng nước cho chỉ đêm, ý cho thế gian dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Chớ để chúng con sa trước. Lễ khánh thành xích dầu cung hiến bàn thờ và thánh đường giáo xứ Mỹ Khánh ngày 24 tháng 3 năm 2012. Cha Phêrô Trần Đình Tú, giám mục giáo phận Phú Cường.
thờ Mỹ Khánh. Đây có cái tượng bức Phù Điêu. Bức Phù Điêu của nhà thờ. Cái đường ở phía ngoài á, quý vị và các bạn, đó là cái đường Mỹ Khánh. Nhà thờ Mỹ Khánh nằm trên cái mặt tiền của tỉnh lộ 7. Nếu tính đi từ quốc lộ 22 thì phải quẹo tỉnh lộ 7. Quý vị thấy không? Nhà thờ Thánh Du Xe Giáo xứ Mỹ Khánh. Trong năm 2018 này, với ước mong là tôi có một cái bộ sưu tập của nhà thờ những nơi tôi đi qua, cho nên khi có một cái dự định nào đó để đi nhà thờ thì tôi đều đồng ý thu xếp thời gian để có một cái bộ sưu tập cho quý vị và các bạn xem. Vẫn không tới, cố gắng lắm rồi. Đắm đuôi chờ còn đó vòng tay, oh.
Hallelujah.